Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức hội nghị thông tin tình hình thế giới, khu vực và trong nước cho các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua các nhiệm kỳ và cán bộ chủ chốt của thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu nghe Thượng tướng, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Võ Tiến Trung, Nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng, thuộc Bộ Quốc phòng, thông tin tình hình thế giới, khu vực và trong nước, những thông tin chính thống về tình hình thế giới, khu vực và trong nước, những quan điểm chủ trương của đảng ta trong việc xác định và thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và phát triển đất nước, tính nhất quán phù hợp trong các chủ trương quan điểm của Việt Nam về các vấn đề quốc tế, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của cán bộ đảng viên trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, lợi dụng tình hình trong nước thế giới để chống phá đảng, nhà nước và chế độ ta.